nóng 24 giờ, Nga phát lệnh truy sát hàng loạt phi công tinh nguyện Ukraine, các tướng chống lệnh bỏ của chạy lấy người. Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình của kênh youtube Hiểu Rõ Trong năm Phút. Tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine đang ngày càng trở nên nghiêm trọng với những diễn biến đẩy cả hai nước vào một cuộc chiến căng thẳng chưa có hồi kết. Theo thông tin mới đây từ hãng thông tấn TASS, Nga đã tung ra các đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các căn cứ quân sự trọng yếu của Ukraine. Trong khi đó, các chỉ huy của Ukraine bất chấp mệnh lệnh, nhiều người thậm chí đã bỏ chạy khỏi chiến tuyến. Đâu là nguyên nhân của tình trạng này và tương lai của cuộc xung đột sẽ ra sao? Hãy cùng theo dõi trong bản tin sau đây để cập nhật chi tiết. Cuộc tấn công quyết định tại Donetsk, Nga áp đặt thế thượng phòng. Vùng Donetsk đang trở thành trung tâm của chiến sự khốc liệt nhất trên chiến trường Nga-Ukraine. Tình hình tại đây đã thay đổi nhanh chóng khi các lực lượng Nga đẩy mạnh chiến dịch quân sự không ngừng gây sức ép lên các vị trí phòng thủ của Ukraine. Theo thông tin từ tờ Ruska Gazeta, Nga đã tiến hành một đợt tấn công quyết liệt với sự hỗ trợ của phi đội cường kích Su-34, nhắm thẳng vào khu vực chiến lược Kurakhov thuộc huyện Pokoros. Kết quả của chiến dịch là hơn 50 binh sĩ điều khiển UAV của Ukraine bị tiêu diệt và 7 xe bọc thép bị phá hủy, đẩy quân đội Ukraine vào tình thế khó khăn chưa từng có. Việc Ukraine thiếu hệ thống phòng không mạnh mẽ tại khu vực này đã tạo điều kiện cho các UAV của Nga hoạt động tự do trên bầu trời Donetsk. Các UAV của Nga liên tục tuần tra và giám sát chặt chẽ các động thái của quân đội Ukraine không bỏ sót bất kỳ hoạt động nào dù nhỏ nhất. Sự hiện diện thường xuyên của các UAV Nga không chỉ ngăn cản các binh sĩ Ukraine điều động lực lượng, mà còn gây tổn thất lớn khi phát hiện và cung cấp tọa độ cho các đợt không kích chính xác của Nga. Hơn thế nữa, UAV Nga không chỉ đóng vai trò giám sát mà còn là công cụ tiêu diệt hiệu quả, nhắm vào các mục tiêu cụ thể để gây thiệt hại tối đa cho phía Ukraine. Ngay sau khi nhận được tọa độ từ UAV, phi đội Su-34 của Nga nhanh chóng xuất kích và sử dụng bom FAB-3000 với sức công phá lớn, mỗi quả bom nặng đến 3.000 kg, mang theo sức hủy diệt khủng khiếp, phá hủy hoàn toàn các căn cứ quân sự và phương tiện bọc thép của Ukraine. Cuộc tấn công mạnh mẽ này không chỉ gây tổn thất nặng nề cho Ukraine, mà còn giúp Nga tạo lợi thế trên chiến trường. Khẳng định quyền kiểm soát dần từng khu vực trọng yếu ở Donetsk, Đối với Moscow, việc làm chủ Donetsk không chỉ là mục tiêu chiến lược mà còn là minh chứng cho khả năng duy trì sức mạnh quân sự cho các lực lượng đối lập. Trong bối cảnh đó, các chỉ huy của Ukraine tại Donetsk phải đối mặt với tình thế ngày càng khắc nghiệt, Việc thiếu hụt phòng không khiến họ không thể bảo vệ lực lượng khỏi các đợt tấn công từ trên không của Nga, dẫn đến nguy cơ mất kiểm soát toàn bộ khu vực này. Donetsk vốn là một điểm nóng trong cuộc xung đột, nay lại trở thành trung tâm của các cuộc đụng độ ác liệt khi Nga kiên quyết không để Ukraine chiếm lại quyền kiểm soát. Với bước tiến này, Nga không chỉ tạo ra áp lực lớn lên các đơn vị phòng thủ của Ukraine mà còn củng cố vị thế của mình tại Donetsk. Cuộc chiến giành Donetsk không chỉ là cuộc đua về quân sự mà còn là bài kiểm tra ý chí và khả năng chiến lược của cả hai bên nếu Nga tiếp tục duy trì được thế chủ động, Donetsk có thể trở thành một phần quan trọng trong mục tiêu kiểm soát toàn bộ miền đông Ukraine. Binh lính Ukraine suy kiệt, làn sóng chống lệnh lan tràn. Tình trạng chiến sự ác liệt và kéo dài đã gây ra những tổn thất nặng nề cho quân đội Ukraine. Không chỉ đối mặt với sự hao hụt lớn về quân số, binh lính Ukraine còn phải đối diện với sự suy giảm nghiêm trọng về tinh thần, khiến cho khả năng phòng thủ của họ bị ảnh hưởng đáng kể. Theo một nguồn tin từ Lữ đoàn 116, nhiều binh sĩ đã bắt đầu chống lại mệnh lệnh, từ chối tiếp tục chiến đấu do tình trạng kiệt sức và căng thẳng kéo dài. Trong điều kiện chiến đấu khắc nghiệt và không ngừng bị tấn công, họ dường như không còn đủ sức lực và niềm tin để duy trì các vị trí phòng thủ cho các đợt tấn công dồn dập từ phía Nga. Tình trạng này rõ rệt hơn tại khu Cốp, một thành phố chiến lược thuộc Donetsk. Đây là khu vực có vị trí chiến lược quan trọng, nhưng các binh sĩ thuộc Lữ đoàn 123 và 116 đã không thể trụ vững. Nhiều người đã bỏ vị trí và rời khỏi chiến tuyến để lại trang thiết bị và đạn dược. Hành động này không chỉ gây nên tình trạng hỗn loạn trong hàng ngũ phòng thủ của Ukraine, mà còn tạo ra những lỗ hổng lớn, tạo điều kiện cho quân đội Nga dễ dàng tiếp cận và chiếm lĩnh các khu vực quan trọng. Trước tình hình này, sĩ quan Ivan Timko, Chủ tịch Hội đồng quân dự bị của Ukraine nhận định rằng, Nga đang tận dụng triệt để các lỗ hổng này để triển khai các mũi tấn công vào các thành phố chiến lược như Bakhmut và Adyivka. Nga dường như nhận thấy rõ sự suy yếu trong đội ngũ phòng thủ của Ukraine tại các khu vực trọng điểm này và không ngừng gia tăng áp lực nhằm nhanh chóng đạt được mục tiêu kiểm soát toàn bộ miền Đông. Vấn đề thiếu hụt binh lính và tinh thần chiến đấu suy giảm đã trở thành thách thức lớn đối với Ukraine. Trong bối cảnh chiến sự không ngừng leo thang, việc duy trì lực lượng và ổn định tinh thần cho binh lính là một nhiệm vụ khó khăn. Các binh sĩ không chỉ đối diện với sức ép từ phía quân đội Nga mà còn bị ảnh hưởng bởi điều kiện chiến đấu khắc nghiệt, thời gian dài không được nghỉ ngơi đủ và thiếu sự hỗ trợ hậu phương. Những đợt tấn công liên tục từ phía Nga khiến nhiều binh sĩ Ukraine cảm thấy dường như cuộc chiến đã vượt quá khả năng chịu đựng của họ trong khi đó nga tận dụng từng lỗ hỏng trong hệ thống phòng thủ của ukraine để tạo ra các mũi tiến công mới gia tăng sức ép lên các khu vực chiến lược tình trạng chống lệnh lan tràn là một hồi chuông cảnh báo lớn đối với quân đội ukraine khi mà không chỉ sức mạnh quân sự mà cả tinh thần chiến đấu của họ cũng đang bị thách thức nghiêm trọng israel gia nhập liên minh chống nga iran hỗ trợ ukraine đối phó với mối đe dọa uav giữa bối cảnh chiến sự căng thẳng leo thang tại ukraine mối quan hệ giữa ukraine và israel đang ghi nhận những bước phát triển chiến lược đáng chú ý israel và ukraine đã ký kết một thỏa thuận hợp tác quan trọng nhằm chia sẻ thông tin tình báo và công nghệ phòng thủ để chống lại mối đe dọa từ các uav cảm tử của nga và iran việc hợp tác này không chỉ nhằm tăng cường hệ thống phòng thủ của ukraine mà còn tạo cơ hội cho israel học hỏi thêm kinh nghiệm trong việc đối phó với các uav mang chất nổ giá rẻ mà iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ như hezbollah đang sử dụng rộng rãi tại trung đông sự hỗ trợ từ israel đến vào thời điểm mà quân đội ukraine đang phải đối diện với các đợt tấn công không ngừng từ các uav của nga gây ra tổn thất lớn trong các vùng chiến lược với việc chia sẻ thông tin tình báo và ứng dụng công nghệ phòng không tiên tiến israel hy vọng có thể giúp ukraine giảm bớt sự phụ thuộc vào hệ thống phòng thủ truyền thống và tăng cường khả năng chống lại các đợt tấn công uav dồn dập đây cũng là cơ hội để israel thử nghiệm và phát triển thêm các biện pháp đối phó vì bản thân israel cũng đang gặp khó khăn trước các cuộc tấn công từ uav của iran trong khu vực trung đông israel hiện phải đối mặt với các mối đe dọa từ uav cảm tử do iran và các nhóm vũ trang như hezbollah triển khai trong các khu vực chiến lược và những uav này đã nhiều lần thành công trong việc xuyên thủng hệ thống phòng không hiện đại của israel khả năng này gây ra tình huống nguy cấp buộc israel phải nhanh chóng giả soát lại các chiến lược phòng thủ của mình cũng như tìm kiếm các đối tác chiến lược như ukraine để cùng nhau ứng phó với thách thức an ninh ngày càng gia tăng việc hợp tác với ukraine cho phép israel thử nghiệm các biện pháp ứng phó mới mở rộng năng lực phòng thủ của mình cho các uav cảm tử theo các chuyên gia quân sự thỏa thuận hợp tác này là một phần trong chiến lược mở rộng ảnh hưởng và xây dựng liên minh của israel nhằm ứng phó với các mối đe dọa từ nga và iran việc hợp tác với ukraine không chỉ là động thái bảo vệ an ninh của ukraine mà còn là cơ hội để israel nâng cao khả năng đối phó với các chiến thuật mới của iran và các lực lượng đồng minh của họ trên thực tế, sự hợp tác này có thể giúp Israel giảm đáng kể chi phí phòng thủ khi họ không phải phụ thuộc hoàn toàn vào các tên lửa đánh chặn đắt tiền, mà thay vào đó có thể phát triển các hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến, tăng cường hiệu quả phòng thủ với chi phí thấp hơn. Nga gia tăng áp lực, chiến lược bao vây và tiêu diệt tại Donetsk Nga tiếp tục đẩy mạnh áp lực lên các lực lượng phòng thủ của Ukraine bằng chiến lược bao vây và tiêu diệt. Sau khi giành quyền kiểm soát làng Makariv và nhiều khu vực ngoại ô quan trọng, Nga không ngừng gia tăng các đợt tấn công và các mục tiêu chiến lược. Theo kênh truyền thông Military Summary, các lực lượng Nga đã triển khai pháo kích dữ dội vào các vị trí phòng thủ của Ukraine nhằm tạo sức ép, làm suy yếu tinh thần và buộc các đơn vị Ukraine phải rút lui khỏi các vị trí phòng thủ quan trọng. Không chỉ dừng lại ở việc pháo kích từ xa, Nga còn đưa các đơn vị xe tăng và pháo binh tiến sâu vào những khu vực trọng điểm với mục tiêu bao vây hoàn toàn các lực lượng Ukraine tại vùng Donetsk. Đây là một chiến thuật nhằm khóa chặt quân Ukraine trong một cái bẫy chiến lược khiến cho họ không còn đường lui và buộc phải đối mặt với những tổn thất lớn nếu không phá vỡ được vòng vây. Chiến thuật bao vây này không chỉ nhằm hạ cục lực lượng Ukraine mà còn nhằm cắt đứt các tuyến tiếp viện, nguồn cung cấp đạn dược và lương thực, đặt Ukraine vào thế cô lập và dễ bị tấn công hơn. Theo nhà báo chiến trường Jevgeny Chanov của Tây Ban Nha, người đang có mặt tại Donetsk, tình hình tại Kukov đang trở nên vô cùng căng thẳng và phức tạp. Kukov, một thành phố chiến lược khác của Ukraine, được dự báo sẽ sớm bị Nga bao vây hoàn toàn. Chanov nhận định rằng, nếu Ukraine không nhanh chóng thực hiện các biện pháp rút lui chiến lược, lực lượng của họ tại khu cốp có thể chịu số phận bi thảm như nhiều thành phố khác trước đây. Việc bị bao vây mà không có phương án thoát thân sẽ khiến quân đội Ukraine gặp phải nguy cơ tổn thất nặng nề, không chỉ về nhân lực mà còn về trang thiết bị và đạn dược. Nga đang sử dụng chiến lược bao vây để gia tăng áp lực không chỉ về mặt quân sự, mà còn tác động mạnh mẽ lên tâm lý của lực lượng phòng thủ Ukraine. Bằng việc tấn công không ngừng và siết chặt vòng vây từng khu vực trọng yếu, Nga có thể từng bước làm giảm khả năng kháng cự của Ukraine, buộc họ phải đối diện với lựa chọn khó khăn giữa việc chiến đấu đến cùng hoặc đối mặt với sự thất bại. Theo giới phân tích quân sự, chiến thuật của Nga không chỉ nhằm tiêu diệt lực lượng Ukraine, mà còn nhằm đạt được mục tiêu kiểm soát toàn bộ Donetsk, củng cố thêm lợi thế trong khu vực miền Đông. Sự kiệt quệ của quân đội Ukraine, Kiev liệu có thể trụ vững? Bất chấp sự hỗ trợ từ Israel và các quốc gia phương Tây, quân đội Ukraine vẫn đang đối diện với thử thách lớn chưa từng có. Những đợt tấn công dồn dập của Nga không chỉ làm hao tồn lực lượng, mà còn khiến tinh thần của binh sĩ Ukraine rơi vào tình trạng suy sụp trầm trọng. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi nguồn cung cấp lương thực và trang thiết bị trở nên cạn kiệt, để quân đội Ukraine vào cảnh kiệt quệ và mệt mỏi kéo dài. Một binh sĩ Ukraine tại khu cốp, khu vực chiến lược của Donetsk cho biết, họ hầu như không còn đủ nhân lực để xoay vòng trong các nhiệm vụ. Chúng tôi đã kiệt sức và chẳng còn ai đủ sức để chiến đấu, anh thổ lộ. Trong khi các cuộc pháo kích của Nga ngày càng dồn dập, sự thiếu hụt nhân lực đã trở thành một bài toán khó cho lực lượng Ukraine. Việc duy trì các vị trí phòng thủ trở nên ngày càng khó khăn khi số binh sĩ trên chiến tuyến cứ giảm dần mà không có sự bổ sung kịp thời. Hậu quả là các khu vực như khu cốp, vốn là chốt chặn quan trọng đang trở nên mong manh và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Trước tình hình này, nhiều binh sĩ Ukraine bắt đầu mất niềm tin vào khả năng phòng thủ của chính quyền Kiev, thậm chí cho rằng Việc từ bỏ một số vị trí chiến lược để tập trung lực lượng tại các khu vực trọng yếu khác là điều không thể tránh khỏi. Quyết định này nếu được thực hiện sẽ mang lại hậu quả lớn về cả mặt quân sự lẫn tâm lý khi các khu vực bị bỏ rơi có thể rơi vào tay Nga, tạo điều kiện cho họ tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine. Sự cạn kiệt trong lực lượng và nguồn lực của Ukraine đang khiến Kiev phải đối diện với bài toán sống còn, làm thế nào để bảo vệ các khu vực chiến lược trong khi các lực lượng dần trở nên kiệt sức theo một số chuyên gia sự hỗ trợ từ phương tây bao gồm viện trợ quân sự và tình báo là không đủ để giúp ukraine duy trì được sức mạnh trên toàn bộ chiến trường với sự khắc nghiệt của cuộc chiến và sự dồn ép từ phía nga việc duy trì tinh thần và khả năng chiến đấu của quân đội ukraine trở nên vô cùng cấp bách dù vậy kiev vẫn chưa có động thái rõ ràng nào về việc từ bỏ các khu vực như khu cốp quyết định này có thể là một điểm mấu chốt trong chiến lược phòng thủ của ukraine trong khi nga gia tăng áp lực ukraine cần có những phương án mới để bảo vệ lãnh thổ và khôi phục tinh thần cho binh sĩ. Câu hỏi liệu Kiev có thể trụ vững trước áp lực khổng lồ từ phía Nga đang trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Và câu trả lời sẽ ảnh hưởng không chỉ đến Ukraine mà còn đến toàn bộ cục diện địa chính trị của khu vực. Đối mặt với tương lai bấp bênh, cuộc chiến Nga-Ukraine chưa có hồi kết. Trong bối cảnh hiện tại, Nga dường như đang chiếm thế thượng phong trên chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, chiến tranh không chỉ là cuộc chiến về lực lượng mà còn là sự đấu tranh về ý chí và điều này khiến cho mọi dự đoán trở nên mơ hồ. Các chuyên gia quân sự nhận định rằng nếu Ukraine không thể khôi phục sức mạnh quân sự và tinh thần của binh sĩ, cuộc chiến sẽ ngày càng trở nên bất lợi cho họ. Nhưng điều đáng ghi nhận là chính quyền Kyiv vẫn kiên trì chưa từ bỏ hy vọng và tiếp tục bảo vệ các vị trí chiến lược quan trọng nhằm duy trì thế trận phòng thủ. Trong khi Nga liên tục gia tăng áp lực, Ukraine đang tìm cách tận dụng tối đa sự hỗ trợ quốc tế. Kiev tích cực củng cố mối quan hệ với các đồng minh để tìm kiếm thêm viện trợ quân sự và tài chính, hy vọng có thể cân bằng được sức mạnh trước Nga. Dù vậy, hành trình này không hề dễ dàng. Đối diện với tình trạng suy yếu về nguồn lực, cả về con người lẫn trang thiết bị, Ukraine phải đứng trước những thử thách to lớn. Các đợt tấn công dồn dập từ Nga không chỉ làm tổn hao lực lượng, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần chiến đấu của các binh sĩ Ukraine. Tương lai của cuộc chiến vẫn chưa rõ ràng và tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ. Có thể trong thời gian tới, ukraine sẽ tìm ra những chiến lược mới những cách tiếp cận khác để khôi phục thế cân bằng trên chiến trường với sự giúp đỡ từ các quốc gia phương tây bao gồm cả những hỗ trợ tình báo và vũ khí phòng thủ ukraine có thể phần nào duy trì được lực lượng trước áp lực từ nga song đây chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn cuộc chiến còn phụ thuộc vào việc liệu kiev có thể giữ vững quyết tâm và tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc trong bối cảnh khó khăn Cuộc chiến tại Ukraine là minh chứng rõ nét cho những thách thức lớn mà một quốc gia có thể phải đối mặt khi bị đe dọa an ninh và chủ quyền. Đối với Ukraine, đây không chỉ là cuộc chiến về lãnh thổ mà còn là cuộc chiến về tương lai và sự tồn tại của quốc gia. Trước mắt họ là con đường gập ghềnh và khó đoán, với mỗi bước đi đều tiềm ẩn rủi ro lớn. Để có thể giành lại lợi thế và bảo vệ nền độc lập, Ukraine sẽ cần nhiều hơn những nỗ lực hiện tại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Hiểu rõ trong 5 phút. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất của cuộc chiến Nga Ukraina và các sự kiện quan trọng trên thế giới. Hãy nhấn theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.